Prabhu Siddhi Kameva Devanam Devanupavam Atapo Bhagava Uttanam Uttane Siddhanta Nam mô Bụt Thầy Giáng. Đây là chương trình tập báo Ta Thầm Má trên mạng Internet qua bao thóc Facebook và Zoom mỗi ngày 2 giờ giữa mùa hè Việt Nam từ 8 đến 10 giờ tối. Houston 8 đến 10 giờ sáng, New York 9 đến 11 giờ sáng, Cali 6 đến 8 giờ sáng, Paris 3 đến 5 giờ chiều, Sydney 11 giờ tối đến 1 giờ sáng. Con Thanh Thủy, thành kính lãnh lễ chư Tôn Đức và thân chào tất cả đạo hữu. Hôm nay thứ Sáu, ngày 11 tháng 6 năm 2021, Phật lịch 2565, bài học hôm nay giáo trình Kinh Tư Ưng Xâm Dứt Tá Ni Ca Giá Chương 1 Tư Ưng Chư Thiên Tổng Thiếm Bài 10 Kinh Con Sơn Dương Ê Ní Chân Giá Xuất Tá Dứt Thoát Khổ Đau Sẽ là Thầy Sư Giảng Giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tâm niệm tổng lễ Tam Bảo. Chúng con kính thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam Mô Bụt Thầy Giáng. Nhất tâm định lệ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thệ thế gian dạy. Vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm định lệ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiển tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm lãnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh, đặc hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ là phước điện vô thượng trong đời. Nguyện cầu vị Đức Phật bảo, nguyện cầu vị Đức Pháp bảo, nguyện cầu vị Đức Tăng bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi. Biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết và trú trong thiền. Như thiền đưa văn tập, xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Chúng con kính trên thành phẩm minh thành. Sau đây chúng con kính cung thỉnh thượng tọa giác đẳng dẫn nhập pháp hội hôm nay. Nam mô Bụt Thầy Giáng. Kính đại lễ thiên thần thầy sư, đại lễ chư tôn đức kính chào tất cả quý phật tử. Thưa quý vị, đối với người phật tử thành thật mà nói thì có lẽ là chúng ta đã đi qua quá nhiều những bài kinh mà nói về sự khổ và con đường thoát khổ. Vì chúng ta đi qua quá nhiều những bài kinh nên chi với đề tài này thì chúng ta cảm thấy rất là quen thuộc và mà kinh nghiệm hôm nay có vẻ như là quá cô độc, quá ngắn ngủi. Nhưng mà tuy là cô độc nhưng mà không có nghĩa là về vậy mà không mang một ý nghĩa quan trọng. Với bài kinh này thì chúng ta một lần nữa được nghe một vị thiên đưa ra một câu hỏi muôn vàn của cuộc đời. Nói là
làm sao để thoát khổ. Và Đức Phật trả lời bằng một thông điệp muôn thuở của các bậc giác ngộ, đó là phải biết buông xả. Buông xả ở đây tức là không có tham chấp, không có vướng mắc. Nói thì rất là đơn giản, nhưng mà ở đó có rất nhiều điều để chúng ta chiêm nghiệm. Bây giờ thì chúng ta lắng nghe phần chánh kinh, và sau đó ý nghĩa rộng rãi này sẽ được trình bày với thưa toàn thể sư và giảng sư của chương trình ngày hôm nay. Chúng con kính chuyên thường tòa các giảng. Bài 10, Kinh Con Sơn Dương Anicchan Gá Xuất Tá Dược Thoát Khổ Đau Xuất Thích Nhũ Nhập. Đau khổ là đề tài nhân quả của kiếp nhân sinh. Hai đại giả xoa Hên Máu Quá Tá và Sata Ý Rá đưa lên câu hỏi trước Đức Đại Giác: làm thế nào để thoát khổ? Trước khi đặt câu hỏi, hai giả soa này cũng tán thán những hành đức cao cả của Đức Phật. Bậc đạo sư trả lời: con đường thoát khổ chính là chấm dứt ái chấp với danh sắc hay năm uẩn. Kinh văn: nhân duyên ở Sawatthi đứng một bên, vị thiên ấy nói lên bài kệ này trước mặt Thế Tôn. Chân như chân sơn dương, vừa thon lại vừa mạnh, ăn uống có chừng, không tham lam sai đắm. Như sư tử dôi rừng, độc hành không dục vọng. Sau khi đến, con hỏi làm sao thoát khổ đau. Tại điều lĩnh, ôi ngài bậc đại hùng, với chân thon sơn dương, tiết độ trong ẩm thực, không chi phối bởi dục, ngài độc hành ly tham. Như xương dương long tự, đến rồi chúng con hỏi làm sao thoát khổ đau. Thế Tôn: có năm dục ở đời, ý căn là thứ sáu. Ở đây từ ước muốn, như vậy thoát khổ đau. Bạn hiểu đúng. Năm dục lạc ở đời, tâm ý là thứ sáu. Ở đấy bỏ tham cầu, như vậy thoát khổ đau. Thích Văn: ê ní chăm gá, ống nhuyễn sơn dương, ý xá thon gầy, quy rá đấng anh hùng bậc đại hùng, ấp ta ha rá, ăn uống tiết độ, ái lô lúc băng, không bị dục chi phối, si há sư tử, quê cá chá rá độc hành. Na giá long tượng, cam mê xú, ái nát ếch khí năng, không nát chế dục lạc. Út bát xăng cam má, sau khi đến, út cha má, hỏi như lên vi dấn, lúc khá, đau khổ, âm út cha tí, dục thoát, khai phóng, âm trái, cam má bú na, năm dục tưởng dưỡng, lô kê trong đời trên thế gian. Má nói chất ta, tâm ý là thứ sáu. Ba quê chúng ta được tuyên bố, được nói đến. Ết thá ở đấy, tranh đăng ước muốn tham cầu. Quý ra chê toa, sau khi buông xả, sau khi dọn dẹp, thích nghĩa. Ê ní trăng găng, có nghĩa là ống điện của Sơn Dương. Ở đây có hai ý nghĩa. A. Là một trong 32 đại tượng phu tướng. B. Cũng từ Eni Trang Găng, Ký Săn Quy Răng, bậc đại hùng với chân thon của Sơn Dương. Sơn Dương là loài dê núi, có thể thon thoát nhảy từ mỏm đá này sang gờ đá kia một cách nhanh nhẹn, chuẩn xác, an toàn. Nhờ vào bốn chân thon gầy, nhưng rất dẻo dai và linh hoạt. Cụm từ này chỉ cho những người sống dưới loài này chậm bẫy, nhưng không chấp ngã. Anh trái cam quốc nga lô kề mano chấp thà ta quê thiết ta. Năm dục ở đời, tâm ý là thứ sáu, chỉ cho danh sắc, tâm thức và vật chất, cũng hàm nghĩa là năm quyển sắc, thọ, tưởng, hành, thức,
Đức giáo hòa thượng Thích Minh Châu, kinh soạn giáo trình về theo giác đẳng. Chúng con kính cung thỉnh hòa thượng Toại Việt tại siêu giảng giải về kinh người đọc. Nam mô Bụt Thầy. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Chư Thịnh Văn Đệ Tử Phật. Kính chào Thượng Tọa Đức Tăng, Thượng Tọa Tân, cùng Chư Tăng Đức, có mặt trong chung, kính chào tất cả quý thân hữu, quý Phật tử. Kính thưa quý vị, như lời dẫn dắt của Thượng Tọa Đức Tăng khi nãy, thì chúng ta vì đã học trải qua quá nhiều bài kinh tương ưng, cũng như song song đó thì chúng ta học về kinh Trung Bộ với cái ý nghĩa mà gọi là giải thoát. Ý nghĩa này đối với chúng ta rất là quen thuộc, không có lạ lẫm gì khi mà có người, có hai vị dạ xoa đi đến hỏi Đức Phật về làm thế nào để giải thoát, để thoát khỏi sự khổ, thì Đức Phật Ngài đã nói lên bài kệ. Ở trong bài kệ rất là đơn giản, và trong bài kệ này mặc dù đơn giản nhưng mà hàm xúc ý nghĩa về cái con đường mà thoát khổ thì nói ra rất là dài dòng bao la, chứ không phải là chỉ đơn giản. Do đó cho nên chúng ta không có, chúng ta không có lấy những cái từ ngữ trong này mà chúng ta giải thích như là năm dục là gì, tâm ý là gì, chúng ta không định nghĩa cái đó, bởi vì ai cũng biết năm dục là cái tức là sắc đẹp tiếng hay mùi thơm vị ngon xúc lạc, sắc thân hương bị xúc, còn ý là thứ sáu để chỉ cho tâm vậy thôi. Cho nên nếu mà giảng về cái từ ngữ thì chúng ta không có gì để chúng ta nói, chúng ta bàn ở đây. Nhưng mà theo trong chú giải thì có một vấn đề mà chúng ta cũng nên chú ý. Rupang với tăng mà đền á, tức là sắc, cảnh sắc được thu bắt bởi ý, tức là bởi nhãn thức giới, vân vân. Nhưng mà nếu nói theo pháp á, theo Agni Phút Tập Thâm Mê thì thắng pháp á, thì ở đây chúng ta lấy cả hai, tức là danh và sắc. Nhưng mà ở đây cũng có nghĩa là Panchakhandha Nibbana,
tên thác. Ở đây nó cũng nằm ở trong cái phạm trù như là ngũ uẩn vân vân, ngũ uẩn thập nhị xứ, thập bát giới, hay là chúng ta nói đến cái phạm trù các hành sankhara. Sankhara các hành ở đây tức là chỉ cho năm uẩn cũng là các hành, như cái câu của Đức Phật nói sabbe sankhara anicca sabbe sankhara dukkha, các hành là vô thường, các hành là khổ, các pháp là vô ngã, vân vân. Thì cái đó là bắt đầu chúng ta đi qua đến một cái quãng đất rộng rãi, tới khu rừng hy sinh, mà có những vấn đề mà chúng ta phải đối qua về cách tu tập như thế nào đối với các hành, hay là đối với ngũ uẩn để thoát khỏi sự khổ đau. Bây giờ chúng ta trở lại cái mạch văn của bài kệ. Thì khi mà hai giả xoa đến đã hỏi Đức Phật, ở trong bài dịch trên thì chân như sơn dương, vừa thon lại vừa mạnh, ăn uống có chừng chừng mực, không tham lam say đắm như sư tử mua rừng, tập hành không dụng dụng. Sau khi đến con hỏi làm sao thoát khổ đau. Thì ở đây trong cái bài dịch này đó là tóm nghĩa mà chúng ta sẽ ngơ ngác không biết là ý của hai giả xoa thì nói cái gì. Cho nên chúng ta có bản dự đính: ôi ngài bậc đại hùng, với chân thon sơn dương, tiết độ có ẩm thực, không chi phối bởi dục, ngài độc hành ly tham như sư vương long tượng. Đó là xong cái phần đầu mà hai giả xoa đã tán thán về Đức Phật. Đến rồi chúng con hỏi làm sao nào? Hai giả xoa này cũng lạ, đi đến chưa đã con hỏi là đã tán thán Đức Phật. Vì trong 32 đại nhân tướng của Đức Phật đó, ngài có cái tướng là chân thon dài như là con sơn dương vậy đó, chứ không có ngắn, không có mập thù lù. Mập thù lù, cái người mà chân mập thù lù chậm chạp đó quý vị, còn cái người mà chân thon dài đó thì nhanh nhẹn lắm. Cái chữ ký xăng ở đây đó nhìn là thon thả, ký xăng tí anh thu lăng sa mát sa rì răng, là không có mập, cái thân thể nó vừa phải thôi, thân thể nó vừa phải, không mập không ốm. Thì ở đây trước nhất là giả xoa đã nói về Đức Phật, là bậc đại hùng với chân thon sơn dương. Đó là một cách nói ví von về cái tướng đẹp của ngài. Ngài là người
không có tham đắm trong các dục. Không có tham đắm trong các dục. Ăn uống có chừng mực, chữ alo alo lúc băng, alo lúc băng tức là không có tham lam. Apahara tức là apa, và chữ ahara apa ahara tức là dùng vật thực ít thôi, vật thực ít tức là ngày dùng một ngày một bữa. Rồi trong khi ăn đó, thì ngài không ăn quá no, vân vân. Với lại ngài không có say đắm trong các dục. Ngày sống độc hành, như con sư tử, như vô rừng. Thật ra đó, ở đây trong cái bản dịch thì nó cũng có vấn đề là nếu mà dịch như thế này ăn uống có chừng mực, không tham lam say đắm như sư tử vô rừng, độc hành không dục vọng, thì ở đây thưa vị con sư tử làm sao mà nó không có tham lam say đắm được, còn vô được. Cái loài vàng xanh ở rừng, chúng ta biết những cái loài giả thú, những cái loài thú rừng đó, thì nói đến cái chuyện ăn thì nó cũng tham lam dữ lắm, nó cũng tham lam say đắm chứ, say đắm rồi. Và nói rằng nó không có dục vọng là không đúng, không có dục vọng là không đúng, là bởi vì các loài sư tử vô rừng thì nó phải có dục chứ để nó được vô đó. Cho nên ở đây trong cái bản hiệu đính thì chúng ta thấy rõ ở đây là muốn nói Đức Thế Tôn là bậc đại hùng, ngài có cái chân thon sơn dương, ngài tiết độ trong ẩm thực, ngài không bị chi phối bởi dục, ngài sống độc hành ly tham, như sư vương long tượng thì chỉ nói độc hành thôi, ngài sống độc hành như lợn sư vương long tượng. Thì như vậy trong cái câu đầu là chúng ta đã, trong cái bài kệ của hai giờ so thì chúng ta đã nắm hiểu được ý nghĩa. Cái câu hỏi của hai giờ so này chỉ tóm gọn trong một câu: đến rồi chúng con hỏi làm sao thoát khổ đau, thì hỏi bao nhiêu đó thôi. Cho nên chúng ta cũng không có cần phải quan tâm đến cái đoạn đầu mà hai giả so đó đã có cách. Trước khi muốn hỏi Đức Phật là phải có cái lời ca tụng Đức Phật, ca tụng Đức Phật xong rồi mới hỏi ngài. Thì cái lời mà ô ngài bậc đại hùng với chân thông sơn dương tiết độ đoạn tự, không chi phối bởi dục, ngài độc hành ly tham như sư tử vương long tự, thì đó là cái lời mà ca tụng về vẻ đẹp của Đức Phật cũng như về cái hạnh đức của Đức Phật.
Sau khi ca tụng ngày xong rồi thì Giả Xoa mới bắt đầu hỏi làm sao thoát khổ đau. Thì đây là cái mấu chốt của cái bài kinh. Và do đó Đức Phật Ngài trả lời, Ngài không có lấy lại cái lời ca tụng đó Ngài nói. Bởi vì họ ca tụng Ngài thì kệ họ. Nhưng mà cái điều quan trọng nhất đó, là Đức Phật ở đây trong cái bài kệ của Đức Phật đó, thì ngắn hơn bài kệ của Thầy Giả Xoa. Vì bài kệ này là Đức Phật đã trả lời thẳng vào vấn đề là câu hỏi làm sao thoát khổ đau. Thì Đức Phật này trả lời rằng là năm dục lạc ở đời, tâm ý là thứ sáu, ở đấy bỏ tham cầu, như vậy thoát khổ đau. Và trong cái bài hiểu đính, bản hiểu đính này nó cũng sáng hơn là cái bản dịch chút. Bản dịch nói rằng có năm dục ở đời, ý căn là thứ sáu, ở đây từ ước muốn, như vậy thoát khổ đau. Chứ từ ước muốn là tu niệm, nó tối nghĩa. Vì từ ước muốn tức là xài cho cái nghĩa xuất sức cách trở đề. Từ nơi ước muốn hay là do ước muốn mà thoát khỏi sự khổ đau. Thì như vậy trong trường hợp này là nó hơi có vấn đề. Trong khi đó cái chữ chanh găm ra chi toa là sau khi buông bỏ hay là không có dính mắc. Phân tích cái từ này đó, nó là một quá khứ ngôn từ ở trong tương lai Bali chúng ta sẽ học tới. Chữ nguyên cái chát tức là cái sự dính mắc. Còn nguyên ra chê toa tức là buông ra, tức là không có bám, không có bám víu, là buông ra. Nó là hình thức của cái thể truyền khiến. Ở đây cái từ quý cha rê tí, động từ quý cha rê tí đó, với quý cha quý ra chân tí, quý ra chân tí, quý cha rê tí là nó có cái bà con họ hàng với cái chữ quý ra gác. Quy ra đó là một danh từ mà chúng ta gọi là ly tham. Chúng ta gọi đùa, gọi nó là có bà con họ hàng. Quả thật như vậy. Vì cái chữ này nếu phân tích ra tiếp đầu ngữ quý và chữ ra chá ở đây tức là ra gác. Ở trong tiếng Bali nhìn vô chúng ta học quen thì chúng ta rất là dễ biết quý vị. Thí dụ như Pachati thì chữ chát đó nó thuộc về khẩu cái âm. Thì đó biến thành chữ bắt cá. Pachati bắt cá, Pachat bắt cá. Và bắt cá, chữ cá đó thì nó là hậu âm. Nhưng mà hậu âm với khẩu cái âm này thì nó thuộc về akhosat. Nó thuộc akhosat thi sithila. Còn cái chữ chát mà cái chữ g á, cái chữ chát này thì nó phải xài cái gì, cái từ tương đương với nó như vậy. Còn cái chữ chát này với chữ cá thì nó tương đương. Trong tiếng Bali nó lạ lắm thưa quý vị, chữ chát chữ cá nó tương đương. Cho nên chúng ta học Bali mà chúng ta để ý là chúng ta không bao giờ chúng ta quên được.
nó phải có một cái hệ thống của nguyên tắc. Chúng tôi hy vọng rằng trong tương lai, lớp phản ứng của chúng ta, phản ứng Bali của chúng ta học cho kỹ lưỡng hơn. Sau này chúng ta sẽ rành rẽ về ngữ pháp. Thì như vậy đọc kinh điển chúng ta không có trở ngại chút. Chúng ta không bị trở ngại. Bây giờ chúng ta trở lại với cái bài kệ này. Thì Đức Phật Ngài dựa theo cái câu mà của cái hai vị giả so trình độ của các vị đó, muốn nói đến cái vấn đề là họ tán thán Ngài nhưng mà họ không biết đó là Ngài đã đi con đường này để mà thoát khỏi sự khổ đau. Họ tán thán Ngài là tiến độ trong ẩm thực không chi phối bởi dục, Ngài độc hành ly tham. Dựa theo cái ý đó mà Đức Phật Ngài mới nói rằng là đối với tâm dục ở đời hay chúng ta nói cách khác tức là ngoại xứ sắc thân hương vị xúc, tâm ý là thứ sáu tức là chỉ cho nội xứ, vì hễ do duyên nội xứ bất cảnh là ngoại xứ. Và có cái sự ước muốn tham cầu thì chính vì điểm này nó sẽ là nó sẽ tái tạo cái kiếp sanh hưởng đời này sang đời khác. Như vậy thì cái sự khổ đau đó không bao giờ chấm dứt. Vì thế cho nên ở đây sau khi Đức Phật đã trình bày Ngài chỉ lấy một điểm để cho già xoa hiểu. Bởi vì Đức Phật là thuyết pháp dựa theo cái trình độ của chúng sanh, người đó họ có cái khuynh hướng nào thì Ngài sẽ nói pháp theo khuynh hướng đó, thì tự nhiên họ hiểu. Ví dụ già xoa này đối với Đức Phật thì Ngài thiếu gì? Ngài thiếu gì đặc tính, đức tính để mà tán thán? Nhưng mà giả soa là chỉ hỏi, chỉ tán thán Đức Phật ở chỗ là Ngài không có chi phối bởi các dục, Ngài không bị chi phối bởi các dục. Ngài là người sống độc hành ly tham thì bao nhiêu đó thôi. Thì Đức Phật Ngài mới mô tả về cái câu hỏi là làm sao thoát khổ đau, thì Ngài nói rằng là đối với ngoại xứ và nội xứ ở đấy buông bỏ tham cầu, tức là không có chấp thủ là ta là của ta, là tự ngã của ta. Và đối với sáu hội xứ là nó tiêu biểu cho cái pháp hành, cho tiêu biểu cho pháp hữu vi. Thì ở trong pháp hữu vi khi mà nói đến năm quẩn bạch chắc thành thà đi năm quẩn vân vân, ở trong chú giải xài cái từ sau ở sau cái chữ thành bạch chắc thành thà đó, thì còn thêm chữ anhít có nghĩa là vân vân. Bên chắc thành thà ý của sê nát, bất thê, bất thác.
chữ bên tha chữ bên tha là chữ bí ở đây nè, chữ bí có nghĩa là cũng ở đây cũng cũng hàm ý là ngũ quẩn vô cơ. Từ khi mà chúng ta học về thấm pháp thì chúng ta thấy nói về kiểu nào cũng được. Chúng ta nói sáu ngoại xứ, sáu độ xứ, 12 xứ cũng được, cũng là pháp vô vi. Mà chúng ta nói năm quẩn cũng là pháp vi, mà nói 18 giới cũng là pháp vô vi. Mà chúng ta nói danh sắc, danh quẩn, thọ quẩn, ở danh quẩn, sắc quẩn cũng là pháp vô vi. Cho nên đối với danh sắc năm quẩn hay là pháp vô vi đó, thì bỏ đi cái sự tham đắm, bỏ đi cái sự tham cầu, thì như vậy đó chính là cái con đường, cái con đường giải thoát hay là con đường thoát khỏi sự khổ đau. Ở đây chúng ta bỏ bằng cách nào? Chúng ta bỏ cái sự tham cầu đó bằng cách là chúng ta tu tập ba cái tùy quán đối với pháp hữu vi, hay là đối với ngũ quẩn, hay đối với danh sắc, hay là đối với thập nhị xứ, hay là đối với thập bát giới. Chúng ta tu tập tùy quán đó là thứ nhất là chúng ta phải nhìn thấy cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, bên vị, cảnh xúc, hay là sắc thinh khí vị xúc pháp. Đó là ngoại giới hay là ngoại xứ. Cái này nó thuộc về sắc. Còn nhãn thức giới, nhĩ thức giới, tỷ thức giới, thiệt thức giới, ý giới và ý thức giới, hay nói chung là ý xứ, thì nó thuộc về nội nội xứ. Khi mà chúng ta đã phân biệt danh sắc rồi thì lúc đó vị hành giả phải quán triệt về cái duyên sanh ra danh sắc, cái duyên sanh ra danh sắc. Chẳng hạn như đối với sắc thì chúng ta phải biết rằng có những sắc do nghiệp sanh, gọi là kammacchak arupam, nghĩa là sắc nghiệp, sắc do nghiệp tạo. Sắc tâm tức là sắc do tâm tạo. Otuccha arupa là sắc do thời tiết tạo. Aharaccha arupa là sắc do thức ăn tạo. Thì như vậy khi mình nói đến sắc quẩn là chúng ta phải hiểu là nghĩa do bốn nhân đó để tạo: nghiệp tâm, quý tiếp và vật thực và thức ăn. Rồi nói về danh thì chúng ta phải biết rằng nó sanh do nghiệp mà tâm có mặt. Do ái, do vô minh, thì như vậy là chúng ta tìm hiểu về duyên của danh sắc. Chỉ đến hai cái giai đoạn này, phân biệt danh sắc và xác định và quán triệt được duyên danh sắc, duyên sanh danh sắc, hai cái đó là chúng ta cũng đã trừ được một số chấp thủ rồi.
Cho nên khi mà tại sao ngài không có Đức Thế Tôn là bậc không có bị chi phối bậc các dục, là bởi vì ngài đã thấy rõ chỉ là danh sắc là pháp vô vi thôi, cho nên ngài bỏ được tham cầu cái đó. Rồi kế đến đó, là phải làm sao đối với danh sắc đó, đối với các hành đó, cho thấy được các hành này nó là vô thường, sabbe sankhara anicca. Tại sao nó là vô thường? Vì cái đặc tính nó là upadya lakkhana, đặc tính của nó là sanh diệt. Cái gì nó có sanh thì nó phải có diệt. Cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc cũng vậy, nó hiện khởi rồi nó hoại diệt. Ngay cả cái sắc pháp trong thân này cũng sanh diệt. Cái gì sanh diệt thì cái đó nó không có bền vững. Atthu cái gì không bền vững thì cái đó nó chỉ tạm thời, gọi là tao có cây cắt, chỉ tạm thời thôi. Nó bị giới hạn, có đến chê đất, nó bị giới hạn. Bởi vì cái đầu này, nó có vô thì đầu kia có ra, có nghĩa là có sanh lên thì có diệt. Nó bị giới hạn ở hai đầu. Rồi bị giới hạn gì? Cho nên khi mà chúng ta quán cái sự vô thường đó, đối với pháp của vi và pháp hành, đây cũng là cách để chúng ta buông bỏ cái sự tham đắm. Vì sao vậy? Vì một vị hành giả khi đã thấy được cái tính chất vô thường thì vị đó không khởi lên cái lòng tham muốn. Rồi tùy quán việc khổ là chúng ta hay là vị hành giả do quán thấy khía cạnh vô thường, nó có sanh có diệt, cho nên nó luôn bị bức bách. Nghĩa là không có cuộc vui nào là không tàn, không có cuộc họp nào mà không tan. Thấy như vậy đó, thì mình thấy tính chất khổ bức khác của pháp hữu vi. Thấy vô thường khổ rồi phải thấy thêm, phải tùy quán thêm một cái khía cạnh thứ ba, tức là tùy quán vô ngã. Vô ngã tức là rỗng không. Vô ngã có nghĩa là Asamika, tức là nó không có chủ quyền, không có thể sai sử được. Và Avasa, Avata, tức là nó diễn tiến các pháp, nó diễn tiến không do một cái quyền năng sắp đặt, tức là không do cái tôi, cái ta, hay là không do một cái vị sáng tạo chủ để mà an bài, mà sắp đặt phải là gì, phải là gì, sắp đặt không được, cho nên nó gọi là vô ngã. Và khi mà tùy quán được cái vô thường, khổ và vô ngã đúng với pháp hữu vi, pháp hữu vi trong đó có danh và sắc, tức là năm dục lạc cũng là một khía cạnh, là một bản chất của pháp vô vi. Mà tâm ý
bất cảnh sắc cảnh thân cảnh khí trong diện xuất, tâm ý đó nó cũng là cũng nằm ở trong cái bộ phận của pháp vô vi. Và khi mà chúng ta thấy những cái đó là vô thường, khổ đau, vô ngã thì lúc bây giờ mình sẽ thấy tất cả các pháp vô vi nó mang cái tính chất sanh diệt, gọi là unda chấp giá. Và khi thấy được bằng cái trí tuệ nhận thức cái sự sanh diệt thì dần dần mình sẽ thấy rằng danh sắc này quả thật là mỏng manh, cũng giống như là khi người ta thấy những chiếc lọ thủy tinh, đã từng thấy những chiếc lọ thủy tinh, những cái đồ, những cái hàng thủy tinh mà bị bể, người ta thấy rõ gì. Cho nên mỗi lần mà có cái di chuyển những cái món hàng nào mà nó bằng thủy tinh thì người ta luôn luôn người ta nói rằng hàng dễ vỡ, xin nhẹ tay. Đúng không? Thì cũng vậy, vì hành giả, vì quán thấy tác hành hay là ngũ quẩn nó vô thường, biến đổi và có tính sanh diệt, cho nên thấy nó là dễ tan rã, thấy nó dễ tan rã, phân rã. Và khi thấy nó dễ tan rã như vậy đó, thì lúc bây giờ phải trải qua một cái công đoạn khác, tức là đã trải qua một cái giai đoạn tâm lý về hành giả chuẩn bị. Khi mà thấy như vậy đó thì bắt đầu sợ, sợ hãi. Và khi mà thấy nó đáng sợ, thấy các pháp hành đáng sợ như vậy đó, thì mình thấy rõ cái sự nguy hiểm của nó. Được ví dụ cũng giống như là khi mà mình thấy cái lọ thủy tinh mà nó mỏng manh, nó dễ vỡ, và khi nó vỡ ra đó, nó văng văng tứ tung từng mảng vậy, thì lúc bây giờ chúng ta sẽ thấy cái nguy hại của nó là nếu mà mình nhặt mà không hết mà còn sót lại thì mình, một người mà đi ngang mà dẫm lên đó, thì cái mảnh thủy tinh đó nhỏ nhưng mà nó ghim vào cái bàn chân thì nó sẽ làm cái số, làm cho khó chịu. Cái đó là cái sự nguy hại adinoba. Mà thấy như vậy thì thấy sự nguy hại rồi, thấy sự nguy hại của pháp vô vi vậy rồi thì mới bắt đầu chán nibbida, ngao ngán, không có thích nữa. Mà khi mà ngao ngán như vậy thì đến lúc mà bị hành giả sẽ đạt đến một cái loại tuệ gọi là tuệ dục thoát, muôn chi túc tâm gia ta nhà đó, tức là muốn thoát khỏi cái các hành này. Các hành này nó diễn biến qua ba hữu, tức là dục hữu, sắc hữu, vô sắc hữu, nó diễn biến qua bốn sanh loại, dù lý tức là noãn thai thấp quá, hay là diễn biến qua năm sanh thú, tức là trời, người, ngạ quỷ, xuất sanh địa ngục. Atula cũng để như hạng quá xanh, cho nên ở đây chỉ nói có năm thuật, chứ đúng rồi sáu. Rồi thấy nó diễn biến qua bảy thức trú hay chính hữu tình cư. Bây giờ mình nhàm chán muốn thoát hết, không muốn dương chấn cái gì ở đây. Nhưng mà khi có cái ý muốn như vậy thì phải
có một cái lối thoát. Muốn thoát thì phải có cái lối thoát. Cái lối thoát đó gọi là Patisankha Jnana, tức là giảng trạch tuệ. Tức là bây giờ phải quán lại các hành là vô thường, là khổ, là vô ngã, phân tích kỹ. Nhưng mà trước đây đó, khi mà ở chỗ thẩm sát tuệ Sammasana Jnana thì cũng quán vô thường, khổ, nó vô ngã. Nhưng mà bắt đầu bước vào cái chỗ, bước vào cái các cái khía cạnh như là thấy sanh diệt, rồi thấy cái sự tan rã, thấy sự nguy hiểm, rồi đâm ra nhàm chán, sợ hãi vân vân, muốn thoát. Nhưng mà cho đến bây giờ đó, thì khi mà giảng trạch tuệ mà sinh khởi cũng quán tâm tướng. Nhưng mà quán tâm tướng để rồi vì đó lại có cái thái độ vững dưng, thản nhiên đối với pháp hành, không có sợ hãi mà cũng không có thích thú. Và chính cái thái độ vững dưng đó gọi là hành sát tuệ, gọi là sankha upekkha jnana. Rồi mới đi đến, mới tiến đến cái chỗ sau khi hành đã tuệ mà sanh khởi, nếu như mà có cái hạnh nguyện đắc đạo quả trong tương lai thì thôi dừng lại ở đây. Nhưng mà nếu mà quyết tâm trong hiện tại đắc đạo quả thì cái tuệ hành xả này nó sẽ thẩm sát, nó sẽ hướng đến niết bàn, là tịnh lộ, là con đường thanh tịnh, là cái chỗ thanh tịnh. Thì bắt đầu những cái tuệ như là chuẩn bị Parikama, cận hành Upachara, thuận thứ Anuloma, The Gotrafu, là chuyển tập tánh, chuyển tập. Khi mà nó khởi lên như vậy đó thì chú vị cũng đến chuyển tập, là bắt đầu lấy niết bàn làm đối tượng rồi, mặc dù chưa chứng đạt, nghĩa là chưa đoạn trừ phiền não, vẫn còn là hiện thế, vẫn còn là trí hiện thế, nhưng mà nó làm cái môi giới từ cái chuyển tục tuệ đó, nó trợ cho tâm đạo, nó trợ cho đạo tuệ Makkajana bằng cách gọi là vô gián duyên, Anantara Pachaya đẳng vô gián duyên, hay là điều tích duyên gọi là Samanantara Pachaya, hay là vô gián cận ly duyên, hiện hữu duyên, bất ly duyên, vân vân. Thì sau khi mà nó trợ cho tâm đành đạo thì sau đó tâm quả nó sinh khởi, tâm quả quả siêu thế, là nó cứ lặp đi lặp lại bốn bận như vậy đó, là bốn cái lộ tâm đắc đạo quả, thì lúc bây giờ đạt đến cái sự giải thoát. Nhưng mà cái sự giải thoát ở đây nó có ba, nếu mà tùy quán vô thường thì nó sẽ đưa đến giải thoát gọi là vô tướng giải thoát, Anicca Vimokkha. Nếu tùy quán khổ bằng cái định nguyện mạnh đó, thì nó sẽ đưa đến cái vô ngụy giải thoát, vô lụy giải thoát, từ Appana, Appanihita, Vimokkha, cũng là niết bàn. Nhưng mà theo cái hướng đó, theo cái phương pháp quán đó. Còn nếu mà tùy quán vô ngã, còn đạt đến sự giải, vì mà tùy quán vô ngã thì vị đó sẽ đạt đến niết bàn, một cái trạng thái giải thoát mà được gọi là sinh a quy mô khác, tức là không tánh giải thoát. Và cho dù rằng giải thoát với cái danh từ gán ghép như thế nào đi nữa thì cái sự giải thoát nó cũng là cái sự giải thoát khỏi khổ đau, bởi vì khi mà đã niết bàn
tức là đã chấm dứt cái hiện tượng là pháp vô vi sanh diệt bị giới hạn, đã chấm dứt cái tình trạng gọi là hệ lụy mắc trong pháp vô vi bởi vì thấy cái sự khổ, và nhận thức được cái trạng thái rỗng không. Thì dù như thế nào đi nữa thì một khi đạo tuệ quả tuệ sanh khởi, Samuchida là cắt đứt phiền não và Patisamphasa tức là tịnh tịnh vắng lặng phiền não, thì như vậy nó làm cho mất đi cái chủng tử tái sanh, ở diệt trừ chủng tử tái sanh. Tất nhiên chúng ta biết nếu mà đối với bậc hữu, đối với bậc thinh văn đó, thì có người đạt đến đạo tuệ quả tuệ mà thuộc về sơ đạo sơ quả tu đồng quần đó, thì cái sơ đạo này nó chỉ đoạn trừ được ngoài ba cái sử thân kiến ngoài ghi giới cấm đó, với cấm thủ, thì nó diệt bỏ cái chủng tử và tái sanh đọa xứ, diệt bỏ cái chủng tử tái sanh đọa xứ có nghĩa là bị trong đồ quần cho quá lắm là chỉ luân hồi, chỉ tái sanh trở lại ở dục giới này 7 lần nữa thôi, chỉ giới hạn có 7 lần thôi, còn bằng không thì có thể đắc trong kiếp này hay đắc trong kiếp sau sau nữa, còn chậm lắm là 7 lần chấm dứt cái sự khổ tái sanh, gọi là bậc thất la. Còn nếu mà đạt đến đạo tuệ quả tuệ và cái đà hàm đó thì làm suy yếu dùng ái là sân, đồng thời cũng diệt trừ cái chủng tử tái sanh hai và kiếp sống nhiều kiếp sống khác, chỉ còn có tái sanh trở lại một lần nữa thôi ở con đường giới này, gọi là một nhất lai. Và nếu đạt đến đạo quả Anaham thì cái đạo tuệ này nó sẽ tuyệt trừ hẳn dục ái và sân, và đồng thời diệt cái mầm tái sanh của dục. Sau khi mệnh trung ở đây vị đó quá sanh về khỏi sắc giới tịnh cư và niết bàn ở đó, không trở lại được, không trở lui đời sống này nữa, đời sống của dục giới. Còn nếu như ngay trong hiện tại này mà đắc được đạo tuệ quả tuệ A La Hán thì đạo tuệ A La Hán đó dứt tuyệt cái mầm tử sanh luân hồi sau đời sống này không còn đời sống khác, và tuyệt trừ năm cái thượng phần cái sự là ái sắc, ái vô sắc, mạng, phóng dật và vô minh, vì đó sanh đã tận phẩm hành đã thành, việc nên làm đã làm sau đời sống này không còn đời sống khác. Thì đó là cái sự giải thoát này, thưa quý vị. Thì cái quy trình giải thoát nó là như vậy, cái cách mà chúng ta tu tập để giải thoát là như vậy. Nhưng mà mỗi một chúng sanh do tạo cái pháp độ pháp ba la mật khác nhau, Bồ Tát mà có hạnh nguyện toàn giác thì tạo pháp độ bậc hạ, bậc trung, bậc thượng, mười pháp ba la mật, bậc hạ, bậc trung, bậc thượng. Vị này đợi cho đến khi đã thuần thục
Thì lúc đó chứng được đạo quả thì nó nhanh lắm thưa quý vị. Hồi nãy giờ khi mà chúng tôi trình bày cho quý vị nghe về cái tình hình mà vị hành giả tu tập kể từ đối với pháp thủ vi danh sắc ngũ quẩn, hay đối với trường hợp mà tâm bắt cảnh sắc cảnh thân cảnh khí cảnh địa cảnh xúc, mà vị đó tu tập phân biệt danh sắc rồi tìm hiểu về duyên tạo ra danh sắc, rồi tùy quán vô thường khổ đau vô ngã, để rồi khởi lên cái tâm sợ hãi, tâm nhàm chán, cái tâm muốn thoát, vân vân, cho đến khi đắc đạo quả. Thì trong trường hợp này là chúng ta phải hiểu là cái quá trình tu tập của một vị hành giả gọi là nay giác, tức là có cái sự trình tự, được hướng dẫn trình tự cũng đạt đến giải thoát. Và mà không, nếu mà mấy những vị độc giác, toàn giác, Bồ Tát toàn giác, toàn Bồ Tát hạnh nguyện độc giác, thì các vị đó chỉ cần tác ý một pháp nào đó thì vị đó nhạy bén thấy rõ vô thường khổ đau vô ngã, thì vị đó chứng quả độc giác hay chứng quả toàn giác. Đối với các vị thinh văn có nhiều vị cũng nhạy lắm thưa quý vị, nó không có cần phải đi qua cái quá trình tu hành nhiều. Nhưng mà nói tóm lại là dù cho quá trình dài hay ngắn, chậm hay nhanh, quá trình tu tập như thế nào, đối với người tính quyền mạnh, định quyền mạnh hay tuệ quyền mạnh như thế nào đi nữa, nhưng mà chúng ta cũng nhớ một điều là thể đối với ngũ quẩn danh sắc, mà mình buông bỏ được cái sự tham chấp, không xem đó, không xem đó là ta, là của ta, vì thấy cái tánh sân diệt, thấy cái sự cổ bức bách, và khi mà chứng được đạo quả thì đó là một cái sự giải thoát khỏi khổ đau. Thì hôm nay chúng tôi muốn trình bày với quý vị nghe, chắc có lẽ là quý vị cũng hơi khó chịu một chút, là vì nói những cái pháp rạch ròi khô khan quá, chúng tôi thì không biết nói dài dòng cái kiểu nào hết, chúng tôi chỉ muốn nói theo kinh điển thôi. Nếu mà hy vọng vị hành giả nào, phật tử nào mà có trí tuệ mà nghe xong mà hiểu, dù một người hai người trong số 51 người này thì chúng tôi thấy cũng là tốt rồi. Đến đây thì chúng tôi xin kết thúc cái bài giảng này và xin kính cung thỉnh thượng tọa cho đẳng trở lại điều hợp với phần thảo luận. Nam mô Bụt Thầy. Sắp kính thưa tất thị sư. Mà thưa tất thị sư, thưa tọa. Sẽ hỏi chị tổ một câu rồi để chị tổ đi nghỉ. Chị tổ có thể cho biết là chúng ta thường nói đến cái chuyện mà nhổ lên khát ái, hay là đoạn tận ham muốn, hay là buông bỏ những cái tham cầu đó. Thì ở trong đạo lão đó, mà tương đối cũng là quen thuộc với Việt Nam chúng ta, họ hay nói rằng mình nên diệt dục, tu diệt dục. Và cái diệt dục của họ là để làm cho sung mãn tinh khí thần. Diệt dục để sung mãn tinh khí thần. Thì cái khái niệm diệt dục mà trong đạo lão đó, nó có giống như là cái ý niệm mà đoạn tận ái thì có khổ đau như chúng ta đang bàn ở đây không? Xin kính thưa thượng tọa.
Thì thật thực sự không biết thượng tọa có nghe được không? Nếu thấy thượng tọa không biết thì xin định thượng tọa. Xin lỗi quý vị, chúng tôi có thói quen thà rằng chúng tôi nghe hỏi xong chúng tôi cầm mic thì nó hay hơn là chúng tôi cầm mic để sẵn. Mà vì cái thường tự nhiên duyên à, chúng tôi cầm mic chúng tôi không để ý, cho nên khi nghe hỏi gì chứ câu là chúng tôi bấm liền. Mà bấm thì có nghĩa là thả mic xuống. Có bao nhiêu đó mà tập cũng không được, hỏi làm sao mà tu tuệ quán mà đạt đạo quả, thoát khỏi khổ đau được. Ở đây thưa quý vị, chúng tôi trở lại chúng tôi nói vấn đề là cái quan điểm của đạo lão về vấn đề tu là để diệt dục, nó khác, nó không giống với cái trường hợp mà nhổ lên tham ái hay là buông bỏ tham cầu đâu. Ở trong đạo Phật khác nhau xa lắm, bởi vì cái quan điểm của họ, quan điểm của đạo lão là khi một con người mà cái ham muốn sắc dục, nam nữ cái sự ham muốn sắc dục đó nó nhiều quá, nhục dục nhiều quá, thì lúc bây giờ nó tổn khí, nó hao tinh tổn khí, và như vậy thì sẽ không có luyện được thần. Bởi vì họ quan niệm là tinh đó quá khí, khí quá thần. Vì vậy cho nên cái người tu và muốn cho cái thần nó sắc sảo, nó linh hoạt, nó sáng suốt, minh mẫn thì phải có cái chân khí, mà cái chân khí đó là nó được nuôi dưỡng từ cái tinh ra. Cho nên ở trong trường hợp này chúng ta không cần phải nói nhiều, chúng ta chỉ nói nhiều để hiểu thôi. Còn trong khi ở trong đạo Phật thì nó, cái con đường giác ngộ là không phải chỉ có một cái chuyện đơn giản là tiếp dục theo cái kiểu mà nghĩa là từ bỏ cái sự tham đắm ở trong cái nhục dục nam nữ, mà ngay cả những cái sự tham cầu đời sống khác hay là cái sự dính mắc với cái thân ngũ uẩn này, thể chất là ta, là của ta, là ngã sở ngay đắc, bỏ luôn cái đó. Chính được cái chỗ bỏ luôn cái đó mới là đi đến cái chỗ giải thoát chứ. Chứ còn nếu mà diệt dục theo cái kiểu mà người ta tu thì diệt dục kiểu đó đó là nó làm riết một hồi đó, thì con người đó nó trở thành là không có cái sự ham muốn trong tình dục nữa, nó trở thành giống như là cái người cái tâm sinh lý không ổn, tâm sinh lý không ổn. Thì ở đây đó chúng ta phải hiểu rằng là cái vấn đề buông bỏ tham cầu hay là chặt đứt ái tham đó, nhổ tận gốc ái tham, là chúng ta phải biết là dục ái, hữu ái, phi hữu ái cũng đều nhổ bỏ tận gốc. Cái sự tham chấp về cảnh giới tái sanh đời sau và cái sự tham chấp đối với ngũ uẩn này là ta, là của ta, là tự ngã của ta, cái đó nó cũng là nhân sinh khổ. Cho nên nhổ bỏ là nhổ bỏ cái đó.
Vì vậy lời dạy trong Phật pháp về cái sự đoạn ái thoát khổ đau nó không có tương đồng với cái pháp diệt dục để làm sung mãn tinh khí thần của đạo giáo, của đạo lão được. Chúng tôi xin được trả lời cái câu thảo luận số 1 của thượng tọa nêu lên về Nam Mô Bổn Thầy. Sau khi quyết định thượng tọa tuyên sư, hôm nay rất là quan nghĩ là có thấy giờ này sự có mặt của thượng tọa pháp đăng và thượng tọa tân. Thượng tọa đăng thì mấy hôm nay thượng tọa thử biết từ đối gốc. Thượng tọa tân ơi, mấy hôm nay thượng tọa không thấy thượng tọa cảm biết được, không biết hôm nay thượng tọa có nghe được không? Nếu thượng tọa pháp tân nghe được, xin thỉnh thượng tọa học tân và ghi trả lời cho câu thảo luận số 2. Giờ thỉnh thỉnh thượng tọa đi nghỉ, thỉnh sư huynh đi nghỉ, thỉnh thượng tọa tự sư đi nghỉ. Thượng tọa pháp tân chúng ta thường nghe nói cái đề nghị đó là thường thường cái người sống về nặng vật chất thì họ nghèo về tinh thần, mà sống nặng về tinh thần họ nghèo về vật chất, tức là họ phải có một trong hai đó. Nhưng mà khi nó mình tu tập và buông bỏ cái sự ái chấp đối với cả danh vật chất thì mình phát huy cái gì, thì mình đương tựa vào cái gì? Xin kính thưa thượng tọa Phan Kỳ chia sẻ bài suy tư thượng tọa về điều này. Dạ, Nam Mô Bổn Thầy, Nam Mô Dhammayá, Nam Mô Sanghayá. Con xin thành kính đảnh lễ ân Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Pháp Đăng. Thượng Tọa Minh Hạnh cùng Chư Tôn Đức Tăng, kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam thân nữ. Con nghĩ rằng cái đường tu thì chúng ta phải tu tập từ thấp lên cao, từ cái việc mà dễ làm cho đến cái việc khó làm. Có nghĩa là từ cái việc mà chúng ta khó từ bỏ, dễ từ bỏ cho đến cái việc khó từ bỏ. Thì như trong kinh nói là con người ta đã có hai cái sự hạnh phúc. Hạnh phúc của vật chất và hạnh phúc của tinh thần. Thì khi mà hạnh phúc của vật chất nó có cái giá trị của nó, nhưng mà nói gì thì nói thì cái hạnh phúc về vật chất nó vẫn không có cao quý bằng với cái hạnh phúc của tinh thần, tức là hạnh phúc ở nội tâm. Thì bởi vì nếu chúng ta gẫm nghĩ lại cuộc đời này, thì khi mà mình đã là dấn thân vào cái đời sống tu hành vào ở trong cái đời sống Phật pháp này đó, thì thật ra là mình tìm được cái nguồn hạnh phúc của tinh thần. Hạnh phúc của tinh thần nói như vậy thì không có nghĩa là tuyệt đối là chúng ta chỉ hướng đến cái đời sống tinh thần mà chúng ta bỏ hết hoàn toàn về đời sống vật chất. Bởi vì khi có thân này đó thì nó vẫn là cái sự nương tựa lẫn nhau, và do vậy đó thì không thể nói rằng là chúng ta từ bỏ hết tất cả để rồi chúng ta tìm được cái nguồn hạnh phúc, trong khi đã là có thân người thì nó cũng chỉ là một cái sự tương đối mà thôi. Cho nên là nếu mà cuộc đời sống tu hành thì con nghĩ rằng là một người mà ta nặng về vật chất quá thì rõ ràng là chúng ta thiên về một cái điều gì đó. Mà đối với Phật pháp thì thật sự ra nó cần, chứ cũng không phải là chúng ta quá nặng nề với nó. Còn cái điều quan trọng nhất là làm sao cái đời sống nội tâm nó mới thật sự là quan trọng. Do vậy đó thì con nghĩ rằng vật chất nó cũng chỉ là một phần ở trong đời sống của mình.
Nhưng mà nếu mà mình nặng về nó quá thì có lẽ là trong cuộc đời chúng ta cũng không thể nào có được một cái nguồn hạnh phúc thật sự. Cho nên là để mà có cái đời sống nội tâm mà nó tốt thì con nghĩ rằng là mình cần phải biết tri túc thôi. Tri túc và thiểu dục như trong kinh Đức Phật Ngài dạy. Bởi vì vì sao Phật dạy là tri túc và thiểu dục? Tức là muốn ít và biết đủ. Thì khi mà mình thấy cái gì nó cần thiết, nó cần, sở dĩ cần thiết cho cái đời sống của mình, thì nó là vừa chừng để mà mình, nó trở thành những cái phương tiện để trong cái đời sống hàng ngày mình chỉ chuyên tâm lo tu hành. Cho nên là nếu mà mình thiên về vật chất quá thì rõ ràng là cái đời sống tinh thần của mình nó bị lỏng lẻo, nó bị trống rỗng, rồi nó bị mềm yếu trước một cái gì đó. Chúng ta không có cái tinh, có cái nội lực ở từ nội tâm của chính mình. Do vậy đó thì con nghĩ rằng mình phải tập cho cái đời sống của mình nó vừa chừng. Khi mà mình có được cái nguồn an lạc bất cứ một cái hoàn cảnh này, thì mình do là mình không không chú trọng đến vật chất nhiều đó, cho nên là mình dù là cái vật chất đó có hay là không có, nhiều hay là thì mình cũng chẳng có quan tâm nhiều. Trong khi mình dành cái thời gian còn lại đó thì mình hướng cái nội tâm của mình vào cái đời sống chánh niệm ở trong đời sống hàng ngày của mình. Bởi vì con nghĩ rằng là chỉ có khi mà mình có chánh niệm thì mình mới có được cái sự an lạc. Còn nếu như mà mình không có chánh niệm thì biết bao nhiêu những cái sự hấp dẫn lôi cuốn từ ở bên ngoài, từ sắc thân hương vị xúc, rồi được lợi, được danh, được quyền tước, mất quyền tước, được mất đó, đó nó làm cho mình phải khổ lụy ở trong cái đời sống. Do vậy thì nếu mà mình để mà tập cho mình nó có bỏ ngay cả những cái gì trong đời sống hàng ngày, những cái việc đơn giản nhất là ăn mặc ở bệnh, những cái gì đó mà chúng ta thấy hết sức là đời thường, nhưng mà rồi đó là mình nhẹ nhàng những điều đó, mình không có nặng nề những điều đó, thì mình tập cho mình nó có cái sự buông bỏ. Và đến một mức độ nào đó thì con nghĩ rằng là nó cũng là do cái thói quen trong đời sống hàng ngày của mình. Con nghĩ là Phật Pháp á, thì sở dĩ các bậc thánh mà các ngài dễ chứng ngộ thì các ngài đã huân tu từ nhiều kiếp. Từ nhiều kiếp. Cho nên là các ngài có một cái nội lực rất là mạnh. Nội lực từ ở tâm của các ngài rất là mạnh. Vì vậy cho nên là dù cuộc sống có qua sao, ra sao, thì đời sống tinh thần của các ngài rất là vững. Do vậy đó thì con nghĩ rằng nếu mà mình tìm được cái nguồn an lạc thật sự ở nội tâm của mình thì ở cái hoàn cảnh nào đó thì mình luôn luôn hướng cái đời sống chánh niệm của mình thật sự là như vậy. Và những cái gì mà nó hết sức là nhỏ nhặt đó, mà mình tập bỏ từ từ, tập thuyên giảm từ từ, rồi đừng có câu chấp đó, thì nó làm cho cái nội tâm mình nó có được sự an lạc. Và do vậy đó thì nhờ cái sự huân tu đó đấy mà từ chẳng những kiếp này rồi kiếp sau, rồi mình mới là dần 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 nó bào mòn là được cái phiền não, tức là cái tham ái, cái ngã chấp gì đó, thì mình mới có thể là giảm bỏ từ từ được. Cũng như vậy đó, các vị thánh nhân ấy, thì các ngài sở dĩ giải thoát được là các ngài dứt bỏ. Nhưng mà để mà có được cái sự dứt bỏ đó, đó thì trong những kiếp, nhiều kiếp, các ngài đã huân tu rất là nhiều, từ bỏ những cái mà mình thấy rằng đáng lẽ ra thì cũng không cần phải công chấp những điều đó. Thì vì vậy đó cho nên là có từ bỏ thì lần lượt rồi mới có thể dứt bỏ được.
Còn nếu không có từ bỏ thì không thể nào có được cái sự dứt bỏ được. Mà nếu mà mình đắm nhiễm với cái gì đó thì chính cái đó thật sự là mình làm cho mình phải bị khổ lụy ở trong đời sống. Ví dụ như là những cái mối quan hệ ở trong đời sống này nè, nếu mà mình có những cái sự dính mắc cái gì đó thì cái đó nó làm cho mình bị khổ lụy. Và như vậy đó thì đời sống tu hành con nghĩ rằng mình tập cho mình thôi, tập cho mình phải trầm tĩnh, phải lắng dịu, rồi phải có cái nội lực từ nội tâm của mình, thì mình mới có thể rằng tập cho sự dứt bỏ đó từ từ lần lượt thì mình mới có được cái sự an lạc, rồi sau dần thì mình mới có thể dứt bỏ được tham ái ngã chấp, thì mình mới có thể có được cái sự giải thoát. Như là trong kinh Tương Ưng Phật dạy rằng ai ưa thích với sắc thì người ấy ưa thích với khổ, và ai ưa thích với khổ thì người đó không thoát khổ. Tương tự như vậy, mình ưa thích với những điều gì thì chính mình bị trói buộc, và chính cái sự trói buộc đó làm cho mình phải bị khổ, khổ trong hiện tại, khổ trong tương lai. Cho nên con nghĩ rằng mục đích của đạo Phật tu là để diệt trừ tham ái, diệt trừ ngã chấp, diệt trừ vô minh và phiền não. Mình tu đã để diệt những điều đó, nếu mà mình không diệt thì vẫn còn khổ đau. Do vậy thì con nghĩ rằng đời sống tu tập là một trong một cái tiến trình đòi hỏi mình phải thường xuyên trau dồi, như vậy thì mình mới có thể có được cái sự an lạc. Thì con xin có cái ý để chia sẻ cái câu hỏi mà thượng tọa vừa nêu. Con kính thỉnh thượng tọa trở lại. Nam mô Bụt Thầy dạ. Sắc thích kim ngờ thì tòa pháp tịch hôm nay thì học sinh nói chuyện rất là tốt, và hầu như là đại tập tiểu sư nói chuyện rất là tốt. Hy vọng rằng chúng ta, mặc dù ở Việt Nam lúc này chúng bị đường dây cáp cũng bị trở ngại bởi internet, ở trong mùa dịch thì người ta xài rất là nhiều, nhưng mà mình nói được rõ như vậy là quá quý rồi. Thượng tọa hôm nay thượng tọa có ở trước máy rồi, thượng tọa có nghe được không? Nếu mà thượng tọa học đang thượng tọa đang nghe, xin thượng tọa quan bị cầm mic một lần. Dạ vâng, thượng tọa đang thượng tọa quan nghĩ cho một vài cái suy tư về từ học ở trong Phật pháp là chúng ta thường nghe sự ca ngợi về đời sống độc cư hay đời sống độc hành, đi một mình, sống một mình. Nhưng mà rồi ở mặt khác thì chúng ta nghe rất nhiều về là cái sự thân cận với bản lành về chuyện cần thiết, hay là tu mà hổ ly sơn hổ bại tăng đi chúng thân tàn, thì làm sao mà mình tôn trọng, mình nên quý cái sự hòa hợp ở trong tăng, sống giữa thân chúng. Thì sao có vẻ như hai cái, một bên là sống độc cư, một bên sống giữa tăng chúng, một bên là độc hành, bên là thân cận bản lành, nó có vẻ như nó mâu thuẫn với nhau, và chúng ta có thể sống mà được cả hai điều đó hay không? Xin kính thỉnh thưa tòa. Hello. Yeah, cảm ơn quý vị. Bữa nay thì cũng nghe rõ nên chắc nghĩ nói cũng rõ. Thì thật sự đó thì chúng ta biết rằng hai cái điều này cũng hoàn toàn cũng có gì là mâu thuẫn. Chúng ta thấy bình thường cái tăng đó thì một đoàn các vị tỷ cô, như là chúng ta nghe câu chuyện của ngài Chắc Cú Ba Lá đó, thì ngài cũng đi với 30 vị hay 60 vị gì đó. Đi tìm trú xứ, nhưng mà khi được cái trú xứ rồi đó thì thường đó thì Chư Tăng sẽ chia cái thời gian tu tập. Ví dụ như chúng ta nghe nói là cái cô thánh nữ đó có cái dân cái trú xứ rồi đó, Chư Tăng chia ra khi nào họp quần đó thì tụ tập lại cái trú xứ đó, cái tăng xá đó. Nhưng mà mỗi ngày thì cái tăng đi bát xong rồi chia nhau hành thiền, mỗi người ngồi ở gốc cây để hành thiền.
Như vậy thì thật sự ra thì nói ở lúc mà tu tập đó thì mình, ví dụ mình nói bây giờ mình ngồi mình tu đó thì tất nhiên là không có nói chuyện rồi. À, nhưng mà chư tăng thì cũng ngồi cách nhau một vị ở gốc cây như vậy, thì ngồi hành trì như vậy. À, khi mà có chuyện đó, ví dụ như rắn cắn hay là bị quạng gì thì chư tăng đánh chuông, mà đánh chuông thì giữa những vị khác họ tới họ phụ giúp việc mình bệnh hoạn hay là rắn hay là rít hay là chuyện gì đó có những mửa gì đó. Thành ra khi mà chúng ta thấy như câu chuyện của Mã Lao Bà, khi mà thấy chữ tăng chân trú xử lại tăng cũng như vậy, thì bà thấy chữ tăng mọi người điên đốc và tưởng chữ tăng bất hòa. Nhưng mà khi mà nghe chữ tăng giải thích xong rồi bà hỏi phương pháp để bắt nó không hành được không, thì những vị tỳ khưu nói rằng cái pháp của Đức Phật dạy thì ai tu được. Và bà tỉnh chư tăng truyền cái đề mục tu và tu và đắc đạo quả. Và bà mới quát xét chư tăng hành trì như vậy có thích hợp bạn bè hợp vật thực trú xứ, thì thấy vật thực rất là chưa có phù hợp nên chư tăng tu tập chưa có được được hoàn hảo. Sự hộ trì của bà sẽ giúp cho chư tăng trong 3 tháng hà sẽ đắc quả A La Hán hơn bà thực hành, thì bà bắt đắc quả A La Hán với A La Thông thôi, chứ bà chưa bắt thì A La Hán. Thì xuyên qua nhiều cái câu chuyện đó thì chúng ta thấy rằng chư tăng thì ở, mình gọi là mình ở gần những người siêng năng hành trì những cái pháp giác chi. Mình ở gần là nghĩa là mình ở chung đó, thì những cái vị đó họ tu. Nếu mình ở gần những cái vị mà tinh tấn, mình thấy vị đó tinh tấn, mình ở gần vị đó, tinh tấn thì mình cũng tu theo, mình thấy vị đó đang ngồi thiền thì mình cũng sắp xếp để mình ngồi thiền thì như vậy. Nên tôi nghĩ rằng nhớ hai cái này đó thì mình thấy hoàn toàn mà chỉ trong trái nhau. Thầy chư tăng ví dụ ngày sáng là phất ngày dẫn 500 vị tỳ khưu, ngày một liên ngày dẫn 500 vị tỳ khưu đó, thì 500 vị tỳ khưu thì ở một chỗ, ở một chỗ. Nhưng mà khi mà tu tập đó, thì mỗi vị tu tập một chỗ, ngồi một chỗ tu tập. Ví dụ như chúng ta thấy Đức Phật ngày ở trong cái ngôi nhà trống thì cũng như tăng ngồi với nhau, ngồi quanh cái vòng lớn ra. Rồi Đức Phật này ngồi ở giữa. Nhưng mà chư tăng cũng vẫn hành trì được, chứ không phải tại vì mình ngồi rồi mình biết cái sự yên tĩnh đó, mình không có tạo ra cái tiếng ồn hoặc là mình tạo ra những cái tiếng làm cho những cái vị xung quanh nó bị cảnh thinh, nó làm cho những vị đó bị gọi là cái tâm nhĩ thích bất cảnh thinh đó, thì mình tránh những cái chuyện ồn ào, không có nói chuyện, mình ngồi thiền mình yên tĩnh như vậy. Thì những cái điều đó nó rất là phù hợp, tại thật sự là chúng ta thấy rằng độc cư đó là muốn nói đến cái sự độc hành của tâm, cái tâm của mình nó mình tu tập, cái tâm của mình nó sanh lên đó là mình hướng cái tâm đến cái đề mục thiền và mình đồng hành chứng được thiền hoặc là nhập được thiền hoặc là chứng đắc được đạo quả hay là an trú vào thiền quả, nó cũng là chỉ cái nội tâm mình thôi, nội tâm mình đi đồng hành thôi, chứ còn những cái vị khác thì cũng hành trì, những vị đó còn thì cái khuynh hướng sở hành riêng của vị đó là vị đó cột cái tâm của mình vào cái pháp hành của mình, thì tất cả cái tâm đều có cái pháp hành. Nên thường thường quý vị thấy Đức Phật thường nói, ví dụ như theo ngày Kassapa thì chư tăng rất là giỏi về 13 pháp độ đà, nhưng mà đi theo ngày Rốt khác thì chư tăng rất là giỏi về thiên nhãn thông, đi theo ngày Mục Tiền Liên thì rất là giỏi về lục thông, đi theo ngày Xá Lợi Phất thì rất là giỏi về trí tuệ. Như vậy thì chúng ta thấy rằng tại vì vị đó thường thì ngồi nói chuyện về vấn đề đó, và những cái vị mà đi theo đó thì có khuynh hướng tu tập mà theo vị khuynh hướng của vị hướng dẫn. Và cái việc hướng dẫn hành trì đó thì những cái vị kia cũng coi đó hành trì theo bây giờ giấc quy định hành trì, nếu mình có trễ thì tại vì người ta hành rồi thì mình cũng tìm chỗ mình ngồi yên tĩnh để mình hành. Thành ra khi mà qua bên những cái tường thiền thì chúng ta thấy từ trong đường thiền có phải đông chúng ta ở, nhưng mà rồi chia ra một vị ngồi khoảng cách nhau một thước hai thước vậy đó, ngồi khoảng cách nhau để hành thiền. Và lúc hành thiền thì chúng ta hay cư sĩ cũng không có được tạp tiếng ồn, có nghĩa là mình ho hay thì cái nọ mình cũng bất đắc dĩ thôi, chứ còn mình không có vào trong đó để nói chuyện hay là làm gì ồn ào
đi đứng thì nhẹ nhàng, làm việc thì nhẹ nhàng, yên tĩnh như vậy để cái tâm mình tiền hành trì. Thì cái việc mà đọc hành ở đây thì chúng ta hiểu rằng cái tâm của mình đọc hành theo cái pháp hành, bây giờ pháp hành do tâm của mình hướng để là pháp hành của mình hành trì. Chứ cái việc mà trong tâm mình suy nghĩ thì đâu phải ai mà đọc được cái tâm mình. Những cái vị mà Bậc A Tam Thông đọc được cái tâm của mình, nhưng mà cái tâm của mình đó thì không phải ai mà đọc được hết đó. Chỉ có những vị Bậc A Tam Thông thì họ mới đọc được cái tâm của mình thôi. Nên nói là đọc hành đó là mình đọc được cái tâm của mình đi theo cái tâm của mình, theo cái khuynh hướng hành trì của tâm của mình. Nên thường thường Đức Phật ngày ưa nói một vị có cái khuynh hướng theo cái pháp trạch pháp giác chi hay cần giác chi, hỷ giác chi, tịnh hay định, xả giác chi đó, thì Đức Phật ngày cũng nói với tăng những cái vị hành trì như vậy giống như là mình muốn mặc cái áo nào mặc áo đó. Thì vị đó phủ lên cái tâm mình bằng cái pháp niệm giác chi, hoặc là khinh an giác chi, hoặc là hỷ giác chi, hoặc là tịnh định giác chi vậy đó. Thì vị đó phát triển cái tịnh định giác chi đó, thành ra mình gọi là độc hành một mình. Và cái sự sống gần những cái vị mà họ khuynh hướng giác ngộ giải thoát, thì chúng ta thấy ngay thời kỳ Đức Phật đã có trong kinh cũng mô tả là hãy đi theo ngày Mục Kiền Liên thì Đức Phật nói rằng những vị Việt tu có thể giỏi về lục không. Như vậy thì lúc và lúc hành trì đó là hành theo khuynh hướng để phát triển được lục không. Như vậy thì cái độc hành và cái quần tụ nó cũng không có gì gọi là chống chéo với nhau. Ví dụ khi mà mình cần người giúp đỡ đó, thì mình đi đến đó thì bao nhiêu người họ sẽ đến giúp đỡ mình, hoặc là tăng chúng múc nước mà nước nặng đó, thì khi mà vị đó muốn thì vị đó búng tay cái này vị khác nghe và vị khác tới yên liền. Như là mọi người sống với nhau có cái trách nhiệm với quý vị, chứ không phải là mình sống nhau chừng phải chờ kêu mình á, một vị đó chỉ cần ra một cái tín hiệu thôi là cái vị kia thấy và vị kia đi tới liền. Nên cái đời sống thì tăng là như vậy. Nên á là ở chỗ nào chứ tăng ở đó thì quý vị thấy phải tôn trọng cái người ta, chờ giấc nào hành trì đó thì chúng ta hành trì tất cả hành trì. Nên mình thường thấy như là ngày sáng là phát sáng ra, ngày dọn dẹp rồi đi khất thực từ sáng thực trở về thì chứ tăng điều ngồi thiền hết như vậy. Thành ra nó có một cái cách mà những cái vị mà hành trì rồi những cái vị sao cũng thấy vì đó ngồi thì biết là giờ phải ngồi trì, giờ này là cần phải dọn dẹp thì ra dọn dẹp như vậy. Nên chưa tăng làm việc tập như ra như vậy. Nên một cái trú xứ nào mà chưa tăng hành trì như vậy đó thì mang lại cái sự an lạc. Nên mình thấy câu chuyện của ngài Kim Bí Lá Năng Lý Giá và ngài Anuruddha đó, ba cái vị đã hành trì trong một cái khu vườn đó. Thì mình thấy cái người giữa vườn đó, ba cái vị đó sống rất hòa thuận với nhau. Cả ba cùng làm, nếu việc gì mà làm nặng đó, cả ba cùng làm. Việc gì mà làm một mình được thì làm, nhưng mà các vị đó là sống hòa hợp với nhau, họ có cái tâm mình sống với cái tâm người, nên sự hòa hợp là như vậy. Thì trong cái câu hỏi của Thượng Tọa thì con xin chia sẻ như vậy. Bây giờ thì cần nói gì thêm thì Thượng Tọa bây giờ thì con xin gửi. Sư Nguyên Thông có mặt trước máy không? Nếu Sư Nguyên Thông có mặt trước máy, Sư Nguyên Thông mời người cầm mic. Tôi xin được hỏi Sư Nguyên Thông có mặt trước máy không? Dạ. Sư Nguyên Thông ở trong bài kinh ngày hôm nay thì chúng ta thấy rằng Đức Phật thường nhấn mạnh đến cái khả năng buông xả đối với chính thân và tâm của mình, hay là danh sách của mình, hay là năm cũ của mình. Thì khi mình nghĩ về điều này đó, thì Sư Minh Thông có thấy một điều là thế gian thường hay nói đến cái sự buông bỏ cái ở bên ngoài, nhưng mà cái khả năng buông xả đối với thân tâm mình đó, nó có một cái ý nghĩa gì khác biệt
so với cái sự buông xả mà người ta thường đề cập, ví dụ như bỏ nhà bỏ cửa bỏ danh bỏ lời vân vân, mấy cái bỏ nhà bỏ cửa danh lợi nó có khó hơn là sự buông xả với chính danh sách, chính ngũ quân của mình đi, cái tình sự mình đọc. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con cung kính đảnh lễ Tam Bảo, đảnh lễ Phật, đảnh lễ Pháp, đảnh lễ Tăng. Kính thưa sư phụ, vấn đề ở đây đó thì Đức Phật ngài đã giảng giải rằng cái sự xuất hiện của Như Lai ở đời là để nói về khổ và con đường thoát khổ. Và cái khổ là vì con người ta dính mắc cái ta, cái tự ngã của ta và của ta. Vì vậy cho nên cái mà có khả năng buông bỏ thì Đức Phật đã giảng giải rằng hãy quán cái gì? Quán 32 thể trược để thấy rằng mắt tai móng lông răng da thịt gân xương thận tủy tim gan bình trích mô lá lách phổi ruột màng ruột bao tử phân mật đàm mũ máu mồ hôi mỡ nó bắp mỡ da nó miếng nó mũi nhớ tự tiểu. 32 thể trược này là bất tỉnh, là không phải là ta. Trong bài Vô Ngã Tướng thì Đức Phật giảng giải rằng nếu mà là ta thì ta muốn thân thể ta như thế này, đừng như thế kia. Nhưng mà đâu có được, bởi vì thân thể của ta nó đi theo con đường của nó, còn ta đi theo con đường của ta. Và tất cả những cái mà 32 thể trược đó nó miếng hoại, nó không thường còn. Thì cho nên là trong tất cả cái mà ở trong con người mình là nội xứ, mà ở ngoài người mình thì gọi là ngoại xứ, thì không có cái nào có cái cốt lõi mà rắn chắc mà thường còn. Tất cả đều đã biến hoại, chỉ là một thời gian mà thôi. Và muốn sở đắc được cái điều đó là kính thưa sư phụ là phải thiền định. Thiền định Samatha là thiền định đó để thấy rằng, để mà thanh lọc cái tâm, để xả bỏ những cái vướng mắc, cái tanha của nó. Và cái Vipassana là quán thân thọ tâm pháp của mình, để mà biết rằng thân thọ tâm pháp không phải mình. Và thường xuyên quán sát như vậy thì lần lần mình mới đắc được cái gọi là không phải là ta, là tự ngã của ta, để mà rời xa. Khi mà cái người hành giả đó thường xuyên quán sát như vậy thì sẽ nhập tâm, và khi nhập tâm rồi thì có thể buông xả được. Kính thưa sư phụ, trong cái giáo pháp của Thế Tôn thì chỉ có hai pháp hành. Pháp học là học năm bộ kinh, trung bộ, tường bộ, tâm ân chư bộ, tương ương bộ và tiểu bộ kinh. Và cái pháp hành là quan trọng nhất là Samatha và Vipassana. Và khi mà mình quán Samatha và Vipassana thì mình sẽ thấy tất cả những cái gì mà thuộc về cái thân thể của ta và tâm của ta, tất cả cái đó nó không phải là ta. Tại sao? Vì mình không thể muốn nó theo mình được, thì không phải. Thì khi mà mình thường xuyên quán như vậy thì nó sẽ nhập tâm, và như vậy thì mình có thể buông xả được. Chứ nếu mà nói cái ta là đẹp trai, là xinh gái, thế này thế nọ thì chúng ta sẽ mãi mãi dính mắc vào nó. Vì vậy cho nên trong kinh thì Đức Phật đã giảng giải rằng thí dụ với ngài Anuruddha có một người em, thì một người em đó đã dính mắc về cái sắc đẹp của cô ta, rồi ngài mới dùng cái những chiêu để cho mà cô đó cổ sẽ từ bỏ và cổ sẽ cúng dường Tam Bảo, và nhờ vậy cũng đã cổ đã được đắc được nhân quả. Vì vậy cho nên kính thưa sư phụ, giáo pháp của Đức Phật thì nó thâm sâu, mà chỉ có những người mà đã đi qua rồi thì dùng cái trí tuệ của mình để hướng dẫn những người mới. Thì chúng ta đi thì nhờ theo giáo pháp của Thế Tôn, để mà nương theo đó mà quán sát, mà tu hành. Đức Phật đã nói rằng ta thì đã dọn sẵn cho con đường, thì các con chỉ phải tự mình đi lên trên đó, chứ không thể mà nói là để Đức Phật tu cho mình, ngài tu cho chính ta. Chúng ta phải tự mình tu tập thì mình mới có thể đạt được những cái mà ngài đã để cho chúng ta. Con còn nhớ cái lời giảng dạy của ngài khi ngài sắp niết bàn, thì ngài có nói rằng một cách cúng dường Như Lai cao thượng nhất là không phải
thắp nhang mà lễ lại Ngài, mà ngược lại, hãy làm theo những gì Ngài đã chỉ dạy. Đó là một cái lời nói rất là chí tình, nói lên cái sự từ bi, thương mến của Ngài đối với chúng ta. Và nếu mà chúng ta làm theo những lời Ngài giảng dạy thì chúng ta sẽ lần lần hưởng được cái vị ngọt của giáo pháp mà Ngài đã tu hành, đã để lại cho chúng ta. Kính thưa Sư Phụ, vì vậy cho nên những điều mà Đức Phật giảng dạy là chúng ta phải buông xả. Một điều buông xả đó thì mình mới không dính mắc. Còn mình buông, mình còn cho rằng cái thân này là cái tâm là của mình. Có cái ta đây thì thường thường cái ta là cái ta dính mắc, cái ta là kiêu mạn, cái ta là hơn thua, cái ta là sân si, cái ta là tham ái. Mà phải bỏ được cái ta đó, mà muốn bỏ được cái ta đó là nhất quyết phải thiền, là thiền Samatha và Vipassana. Kính thưa Sư Phụ, đó là những điều mà con hiểu được một chút đỉnh về cái giáo pháp, con xin trình bày như vậy. Con thỉnh mời Sư Phụ trở lại mai để dạy thêm những điều mà con nói chưa đủ, chưa đúng. Và chân thành tri ân chư vị đã lắng tai nghe, con thỉnh mời Sư Phụ trở lại mai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con thỉnh mời Sư Phụ. Nam mô Bổn Sư. Kính bạch chư Tôn Đức và thưa tất cả quý Phật tử, không biết là quý vị có nghe chúng tôi được không? Quý vị có nghe rõ cho Phật? Trong mở đầu bài kinh ngày hôm nay có đề cập đến một cái tướng cách của Đức Phật, nhưng mà kỳ thực thì câu này đó bao gồm cả hai nghĩa đen và nghĩa bóng. Cái chức là chúng ta nói về con sơn dương, dạ, con sơn dương, dương là một loài dây núi mà quý vị nào đã từng gặp, nhất là ở những cái vùng hoang mạc như Arizona hay là Utah, New Mexico ở Mỹ. Hay hoặc giả là chúng ta xem phim tài liệu về những con antelope, thì con sơn dương nó đặc biệt thứ vì nó là một loài dây núi. Nó có cái nó có cái khả năng đi lại ở trên các cái gần đá, những cái phiến đá trên núi. Núi thì đá có chỗ lớn chỗ nhỏ, và đôi khi có những cái dốc núi nó rất là khó khăn để di chuyển ở dưới mặt đất, dù là đối với người hay hoặc giả là đối với xe cộ. Nhưng mà khi mà chúng ta nhìn thấy cảnh tượng những con sơn dương mà nó phóng tự nhảy từ cái tảng đá này sang tảng đá kia, thì vì nào đã thấy con khỉ chuyên cành á, thì con khỉ chuyên cành tức là nó từ cái cây này qua cây kia, từ nhánh này qua nhánh kia, nó thoăn thoắt, nó chụp rất là nhanh. Như thế nào thì con sơn dương nghĩa là dưới núi á, thì nó có thể đi từ cái gần đá này sang tảng đá kia một cách rất là thoăn thoắt, nhanh lẹ và chuẩn xác. Chúng ta không bao giờ thấy được con dê mà khi mà nó nhảy từ tảng đá này sang tảng đá khác mà nó bị trượt chân, nó bị trượt chân. Thỉnh thoảng chúng tôi có xem những cái phim tài liệu đó, thì những con dê núi này nó bị những con cougar và những con sư tử núi rượt, và nó chạy, nó chạy một cách rất là thiện xảo. Nó chạy từ núi này sang núi kia, từ bãi đá này sang bãi đá kia, mà thật ra khó tưởng tượng là có một sinh vật nào mà có thể nhảy như vậy. Thì cái chuyện mà phóng từ tảng đá này sang tảng đá kia thì nó đều trông cậy vào bốn cái đôi chân. Những đôi chân này đặc điểm là nó không có to, có mập, mà nó tương đối nó thon thả lắm. Do sự thon thả này thành ra nó phóng rất nhanh, rất chuẩn xác, gọi là thon thoát. Dạ, thon thoát.
Thì khi mình nghĩ về con sơn dương với những bước chân mà nhảy từ nơi này sang nơi khác, không có dễ bị vấp ngã, bị trượt té đó, nhờ vào bốn cái chân thon đó, thì thưa quý vị, chúng ta lại nói đến một cái ví dụ về Đức Thế Tôn là những bậc đi giữa cuộc đời này. Ngài sống ở trong rừng, sống giữa giữa cái kinh đô như kinh đô Vương Xá, hay hoặc giả là ở trong một ngôi chùa như Chùa Kỳ Viên với đông đảo thập phương bá tánh lui tới. Ngài là người được ái kính bởi chư thiên và nhân loại. Nhưng mà đối với tất cả và sau tất cả thì Đức Thế Tôn, Ngài vẫn sống tự tại giữa cuộc đời này. Sự tại ra đi đó mà Ngài không có sợ bị vướng vấp, không bị sợ rơi vào cảm bệnh. Thì hai vị giả soa, Hebeo-a-đá và người bạn của mình đã đến gặp Đức Thế Tôn. Họ dùng hai cái hình ảnh. Một hình ảnh là Ngài có cái chân thon như loài sơn dương, mà có thể nó là một trong 32 đại trưởng phu tướng, và đồng thời là trong cái nghĩa bóng đó, nghĩa là có thể bật đi lại ở dưới cõi đời này mà không có bị vướng vấp, không bị vướng vấp, như là cái ý nghĩa câu chúng ta nói là cư trần bất nhiễm trần vậy đó. Nhưng mà ở đây thì nói đến hình ảnh của Đức Thế Tôn, Ngài xuyên suốt qua tất cả, đi là tự tại. Và đời sống của Ngài thì thật ra khi con người bỏ tất cả thì một cái mà mình bị hay bị vướng vấp là ẩm thực, thì Ngài ăn rất ít. Ngài ăn rất ít, không có bị phiền, Ngài ăn vừa đủ, ăn một ngày một bữa, và Ngài không có cái bám phiếu, không có tham vọng gì bám phiếu, dù đó là nhà ở, dù đó là hang động, dù đó là cõi cây. Bây giờ chúng ta thỉnh thoảng nghe nó có những người lên trên núi đi tu, nhưng mà tìm thấy được một cái chỗ trong cái cảnh hữu tình ở đó có một cái hang đá và đã lưu lại để lập thành một cái an canh, rồi sau này phát triển thành một đại tự. Thì điều đó phải là hình ảnh của Đức Phật. Đức Phật từ lúc mà Ngài thành đạo ở Bồ Đề Đạo Tràng cho đến khi Ngài viên tịch ở Kusinara, thì cho dù là có những ngôi chùa rất lớn được cúng dường bởi vị vua như là chùa Trúc Lâm, hay là cúng dường bởi vị đại trưởng giả giàu có như chùa Kỳ Viên cấp cô đặc, hay là cúng dường bởi thân quý như là Nirodharapa, thì thưa vị, chưa bao giờ Đức Thế Tôn Ngài bướng bận là việc đó. Ngài tiếp tục cuộc hành trình trong suốt 45 năm dài như vậy, kể cả ngày tháng cuối cùng Ngài thọ thực ở nhà của thợ rèn Trương Đá, rồi từ ngày Ngài đến ở vườn Kesala của Guatemala, là một cuộc hành trình liên tục đi lại. Ngài không có vương mang, có vướng vấp là phải làm sở hữu chỗ này, làm chủ chỗ kia, đây là chùa của mình, đây là đồ chúng của mình, v.v. Thật ra cái hình ảnh của một con sư vương là con sư tử và một bậc long tượng. Chúng ta dịch chữ long tượng là, thật ra chúng ta dịch là chữ Hán. Cái chữ Na Ca ở trong tiếng Phạn đó, nó có nhiều nghĩa, nghĩa là long vương, nghĩa là rồng, nghĩa là voi, nghĩa là rắn, chứ vì cái rắn mạng xà được. Chữ Na Ca thường được những cái vị dịch là long tượng, dạ long tượng, chỉ cho những cái bậc mà có thể có cái quy dụng riêng của mình, trong cái quy dụng riêng của mình có thể đi lại tự tại. Thật ra nếu mà chúng ta nhìn hình ảnh con sư tử hay là con voi đi trong rừng, thì cái bước đi, cái dáng đi nó không có vẻ khiếp sợ đối với loài nào, đang biết khiếp không phải là khiếp sợ. Thì Đức Thế Tôn Ngài sống giữa cuộc đời này, nếu mà chúng ta nghĩ lại trong cuộc sống của chúng ta, đôi khi bước chân vào trong đời đó, thì chúng ta cảm thấy rất là ngại đối với cái giàu, đối với cái sang, đối với cái quyền lực của người khác, của chung quanh. Và thật sự đối cá nhân chúng ta, nhiều khi cái ngọn, cái nghèo, cái thiếu nó cũng làm cho chúng ta cảm thấy sợ hãi, hay là cảm thấy yếu đuối. Mình nghèo quá thì mình không biết mình muốn làm vậy mình làm sao, không biết ngày mai mình sống thế nào. Chúng tôi có một vài lần gặp những cái vị tăng, những vị tỳ kheo hay là những vị sư cô mà không có chỗ ở, đi đến ở người ta, thì mình muốn mình đến mình trông gậy mình xin ở, thì cái thái độ mình nó phải khác, và nó phải khác. Còn khi mà mình có chùa, có cơ sở thì nó khác,
Đó là lý do tại sao mà một số các vị luôn luôn mong mỏi rằng mình sống mình phải có chùa, mình sống mình phải có cơ sở. Nếu mà chúng ta xét lại Đức Phật thì Ngài không hề như vậy. Đức Thế Tôn chưa bao giờ Ngài thấy rằng cái chùa là chỗ để yên thân. Ngài chưa bao giờ thấy rằng Ngài có cái gì đó ở trong tay như là sự nghiệp tài sản đó, thì là cái gì mà làm cho Ngài được yên tâm. Mà trái lại, Ngài đến đi trong cuộc đời này từ quốc độ này sang quốc độ khác, từ làng mạc này sang làng mạc khác, từ năm này sang năm khác đó, thì chỉ với chữ y đó, bình bát đó, có chỗ ngủ thì Ngài ngủ ở trong am thất, không có chỗ ngủ thì Ngài ngủ ở dưới cội cây, ở trong hang đá. Và có người trai tăng thì Ngài dẫn lời, không có thì Ngài đi khất thực. Đơn giản như vậy. Cuộc sống Ngài không phải lo lắng quá nhiều. Chúng tôi sống ở tại Mỹ, thưa quý vị, chúng tôi hoàn toàn cảm thông được với những vị xuất gia đôi khi lo về cái trời nóng không biết ở đâu mà mình có thể có mà lạnh, trời lạnh ở đâu có mấy xử lý, làm sao khi mình bệnh thì mình có bảo hiểm y tế, hoặc giả là mình gạt chân hả miệng thì có những người họ giúp cho mình. Cuộc sống ở đây nó làm cho chúng ta có cái dáng giống như là lo lắng nhiều cho sự an toàn của bản thân, lo lắng nhiều cho tương lai, chứ không có được cái đời sống tự tại, đi lại như là con sư tử hay là con voi ở trong rừng, thì điều đó chúng ta phải nhận là có. Thì khi mà nói về những cái nhu cầu thúc bách khiến chúng ta phải trăn trở, phải liệu toan về cuộc sống của mình, thì con người hay nghĩ rằng mình làm sao để mình có cái này, mình được cái kia. Mình phải có nhiều tiền, mình phải có nhiều cái người thân để hỗ trợ. Nhưng mà Đức Phật thì Ngài đưa ra một điều hoàn toàn khác được, khác biệt lại là cái tâm không có dính mắc, không có ái chấp đối với cả danh và sắc. Ở đây khi mà nói đến danh và sắc, nói đến năm cái trần cảnh ở bên ngoài và đến đời sống nội tại, thì chúng ta hiểu rằng con người chúng ta dựa vào cái lẽ sống. Dạ, lẽ sống ví dụ như là một cái người nhậu thì họ lựa, họ thấy hả ngày nào có ăn nhậu được là vui. Dạ, một người thích về phim ảnh hãy bình thường đột tắt mà tối làm xong mà coi phim ảnh được là vui. Một người thích âm nhạc khi nào mà buồn trình thì mở nhạc tôi nghe là cảm thấy vui hạnh phúc. Còn có những người họ không có chấp vào ở sắc tướng âm thanh, không sắp tướng vào cảnh hương cảnh khí cảnh sụp cảnh vị cảnh sống quá, thì họ lại chấp vào đời sống nội tâm. Dạ, tôi phải làm thơ, tôi phải viết văn, tôi phải suy tư, tôi phải thế này phải thế kia thì mới được hạnh phúc. Thì ở đây ở trong kinh tứ niệm xứ Đức Phật, Ngài có dùng một hình ảnh là một cái vị mà có thân đây, có thọ đây, có tâm đây, có pháp đây, vị ấy sống với chánh niệm, không có ỷ lại hay là nương tựa, không có nương tựa bất cứ vật gì ở đời. Chúng ta thường phải có chỗ nương, phải có chỗ nương. Không có chỗ nương thì chúng ta cảm thấy sợ hãi, cảm thấy lạc lõng. Vì ấy không chấp trước, không nương tựa hay là không ỷ lại bất cứ việc gì. Cái thói quen của chúng ta là ngủ phải có gối, ngồi phải có ghế dựa, và trong cuộc sống nó phải có cái gì đó để gọi là cái lẽ sống cuộc đời. Cho dù có người dựa vào con cái, có người dựa vào địa vị, có người dựa vào những cái hào quang của cuộc sống, hay là có những người dựa vào ngay cả những vị tu sĩ đi tu cũng dựa vào cái vai trò những bậc chùa chiền, mấy cái đó tạo làm cho mình cảm thấy hãnh diện, cảm thấy rất là hãnh diện, cảm thấy rất là sung sướng, là mình nghĩ rằng mình cũng có với cuộc đời và mình cũng sống an toàn cuộc đời. Nhưng mà kỳ thật thì Đức Phật dạy rằng những bất cứ sự nương tựa nào, dù là về vật chất hay tâm tính, thì nó đều là sự lệ thuộc hết. Đều có lệ thuộc hết. Nó làm cho chúng ta sống như một loài một cái loài sinh vật yếu đuối, chứ không phải là một cái sự tự tại giống như là sư vương hay là long tượng hay loài voi của sư tử mà đi lại tự tại giữa núi rừng. Thật ra thì không phải đơn giản để chúng ta có thể sống tự tại như vậy đâu. Ngày nào mà chúng ta còn tham chấp, ngày nào chúng ta còn mong mỏi, ví dụ như là có những người mong mỏi rằng mình luôn luôn phải được khen chứ không bị chê. Mình luôn luôn mình phải chứng tỏ cho người khác là mình hay, mình giỏi, mình thế này thế khác, người ta sợ mình. Thật ra thì
Khi mà chúng ta tu tập thì chúng ta hiểu rằng không phải là người ta khen mình, người ta không chê mình là hạnh phúc đâu. Mà cái hạnh phúc thật sự của mình là đối với lời khen tiếng chê đó, nó không làm cho mình bị chi phối nhiều thì mình thực sự hạnh phúc. Bởi vì tám cái pháp thế gian là khen chê vui khổ, đặng danh mất danh, đặng lợi mất lợi, chúng ta gọi là khen chê, đặng thất vinh dục, thì tám pháp của Đức Phật gọi là tám cái trận cuồng và cuồng phong, nó làm động, nó luôn luôn làm cho đời sống của chúng ta không có tự tại. Thật tình mà nói đó thì cái chìa khóa mà để đạt đến sự tự tại đó không phải là vì mình có mà mình tự tại. Ví dụ như không phải là mình nghèo mình nghĩ đến mình có nhiều tiền, đó là một giải pháp, hay là hoặc giả là mình thấp cổ bé miệng miệng bây giờ mình có được chức cao quyền trọng, đó là một giải pháp. Mà chính là ở chỗ cái tâm của chúng ta được nâng lên một cái trình độ. Cái trình độ là không có để cho những việc đó làm cho điều chúng ta vướng mắc. Điều này tương đối là nói thì nghe dễ nhưng mà khó lắm. Chúng ta vẫn nặng lòng với những điều đó. Khi nào chúng ta còn nặng lòng tức là chúng ta còn dao động. Một cái dao động thì không có kinh năng. Cái khổ như vậy. Đức Phật trở lại thì Ngài dạy rằng một cái người tu tập mà đủ sức tu, đủ cái lực tu thì đối với thân và tâm nó cái khác, đối với danh và sắc nó cách khác, là đối với nội xứ ngoại xứ hay là đối với nông thôn quận sắc thọ tưởng hành tịch, thì mình biết rằng nó sanh đó rồi nó diệt đó, nó cũng giống như là mây trên trời đến rồi đi, hay là ngày thì có ngày có đêm, có sáng có tối, có nóng có lạnh. Thân của chúng ta, tâm của chúng ta thì nó có lúc này lúc khác. Chúng ta phải nhìn cái hiện tượng sanh diệt như là một dòng chảy, và trong cái dòng chảy đó nó mang đủ thứ cái trạng thái hết. Yeah. Có khi nào mà quý vị ở gần một dòng sông đó, mà quý vị nhìn thấy rằng sông thì có lúc nước trong, có lúc nó đục, có lúc nó không khỏi phẳng lặng, có lúc gợn sóng, có lúc thì bao nhiêu là lục bình rau mát trôi sông, có lúc thì nó trống trải, có lúc có những đóa hoa lục bình tím nở trôi ở trên sông, có những lúc mà có những phân, những rác nó lên bình ở trên sông, tất cả tất cả. Bởi vì ngày xưa có một tác phẩm của Hermann Hesse gọi là Xích Đất Hạ, mà đi xin thấy hãy nhìn là câu chuyện dòng sông. Và câu chuyện dòng sông đó ban đầu khi chúng ta đọc Xích Đất Hạ thì hay là câu chuyện dòng sông thì chúng ta nghe câu chuyện của Tất Đạt, và hơn nữa bên cạnh Tất Đạt có cái bóng là câu chuyện của Kiều Lan, câu chuyện của Thiền Hữu, thậm chí câu chuyện của ông lái đò. Nhưng mà cuối cùng rồi thì cái câu chuyện quan trọng vẫn là câu chuyện của dòng sông. Đó là một cái dòng chảy muôn thuở. Thiên Hữu đến đó của học từ ông lái đò. Ông lái đò đã học cái dòng chảy muôn thuở tất nhiên không thể khác hơn được của dòng sông. Thì những gì ông lái đò đã quan sát cái dòng sông, sao bắt đỡ được Thiên Hữu chia sẻ kinh nghiệm đó, rồi Tất Đạt, rồi đến Kiều Lan, tất cả mọi chúng ta đều phải có lúc là ngồi ở bên dòng sông để nhìn những gì đến rồi đi. Trong cái đến và đi đó, cho dù chúng ta thích hay không thích, chúng ta muốn hay không muốn, thì chúng ta cũng phải chấp nhận là nó có đến, có đi, có sanh, có diệt. Và cuộc sống là như vậy, cuộc đời là như vậy. Tôn được thì là một bậc đại hùng. Dạ, Ngài đi lại với cuộc đời này không có bị vướng mắc, được tự tại. Thật ra hình ảnh đó không phải là dễ cảm nhận, nhưng mà rồi đọc ở đây chúng ta thấy rất là đẹp. Thật ra thì đoạn đầu của bài kinh ngày hôm nay có một chút thi vị, và một chút thi vị nhưng mà dịch sang tiếng Việt ấy, thì nó hơi có thể là lúng cúng một chút. Nhưng mà một ngày nào đó khi mà chúng ta đọc lại những bài kể này thì chúng ta thấy rằng phản phất đâu đó cho chúng ta thấy cái sự khao khát muôn thuở của thế gian là làm sao để vượt thoát khổ đau. Nhưng mà có rất ít người muốn vượt thoát khổ đau mà dám buông bỏ khổ đau. Chúng ta sợ khổ, nhưng mà chúng ta ôm lấy cái khổ. Chúng ta chán khổ, nhưng mà chúng ta lao đầu vào trong khổ. Chúng ta cảm thấy sợ khổ, nhưng mà bỏ khổ thì chúng ta là rất sợ. Giống như bây giờ, năm mươi thì nó đầy đọa chúng ta. Nhưng mà một lúc nào đó mình nghĩ nó mình chết đi, bỏ lại năm mươi, bỏ sang được.
cảm thấy tiếc, cảm thấy sợ. Chúng ta sống trong cái nghịch lý như vậy, chúng ta sống trong sự mâu thuẫn như vậy, nhưng mà ít khi nào chúng ta nhận ra điều này. Thì thưa quý vị, đó là vài điều chúng tôi xin được tiếp theo lời của Chư Tăng để chia sẻ trong bài kinh ngày hôm nay. Ngày mai này thì chúng ta có một bài kinh khác ở trong giáo trình, cũng là Tư Ân Bộ và vị giảng sư là Thượng tọa Pháp Tân. Kính đại lễ Chư Tôn Đức thân chào tạm biệt quý Phật tử, kính chúc quý ngài và quý vị một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Bổn Thầy. Cũng là bữa nào là người xa thú, xa thú lành thai. Xin thay mặt đại chúng trong rung, chúng con kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy những giáo nghĩa duy vừa của Đức Phật, để toàn thể chúng con được lắng nghe, ghi nhớ và hành trì trong tu chỉ, không làm các ác nghiệp, phương tu các hạnh lành thanh tịnh, quả tâm như lời Chư Phật dạy. Kính cảm ơn quý ông đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được thần tốc vững mạnh. Chúng con kính chúc Chư Tôn Đức và quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Thế Tôn. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bổn Thầy.